Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với phần điểm tin trong ngày của Người vị TV. Hôm nay là ngày thứ năm ngày 18 tây tháng 3 và thưa quý vị, theo đài CBS cho biết là sau cái vụ thảm sát bắn chết 8 người tại ba tiệm massage ở Georgia, thì ngày hôm nay, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho Tòa Bạch Ốc và các tòa nhà của liên bang phải treo cờ rủ từ ngày hôm nay thứ Năm cho đến lúc mặt trời lặn vào ngày thứ Hai, ngày 22 tháng 3 để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ bạo lực vô nghĩa này. Và thưa quý vị, những cái giới chức công lực của Georgia đã vấp phải rất nhiều sự phản ứng cũng như là chỉ trích trên cả nước khi mà họ đã có gợi ý là có thể động cơ của vụ thảm sát này không phải là xuất phát từ sự thù ghét, đặc biệt là đối với những người gốc á và có một ông cảnh sát trưởng có tên là jay baker của quận hạt cherokee ở georgia còn gợi ý rằng có thể hung thủ đã trải qua một cái ngày tồi tệ và hung thủ là cái người bị khai rằng khai là bị là có cái bệnh về tịch nghiện tình dục và có thể là họ muốn ông này muốn xóa sổ những cái tiệm mà bởi vì cho rằng những cái tiệm này đã gây ra cái bệnh nghiện tình dục của ông thì với những cái lời nhận định như vậy thì giới chức công lực ở georgia đã vấp phải rất nhiều sự phản ứng của công luận thì thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Joe Biden ngày hôm nay, chúng ta cũng biết là kế hoạch trước đó đã lên là ông sẽ đến cho trà để cùng với bà Kamala Harris và quảng bá cho cái gói trợ giúp Covid-19 1.900 tỷ và nói với người dân những cái thông điệp là Help is here, và nhưng mà ngày hôm nay trước cái sự kiện thảm sát này thì tổng thống joe biden đã chuyển hướng và tạm thời ngưng lại cái chuyến quảng bá này và dồn cái thời gian của ông ở georgia để gặp các giới chức lãnh đạo của những cộng đồng gốc á để bàn về cái chuyện là làm sao để bảo vệ cộng đồng ở đây và thưa quý vị nhưng mà giới quan sát đó đặc biệt là những người ở phía dân chủ vốn là xưa nay kêu gọi là phải làm gì đó để có cái sự kiểm soát súng được một cách an toàn hơn chặt chẽ hơn ở nước mỹ thì họ có đưa ra một cái lời uh, nhận định họ nói là trên đài cnn họ nói là mặc dù tổng thống joe biden rất là ngay, ngay khi sự kiện xảy ra thì ông nói ngay cái chuyện là kỳ thị người gốc á là không thể chấp nhận được trên nước mỹ nhưng mà ông đã không có những cái phát biểu hay là những cái quan tâm về cái chuyện là làm sao để kiểm soát súng hay nói một cách khác là cái quyền mà sử dụng súng hiện nay vô tội vạ và thiếu cái sự quản lý chặt chẽ cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra những cái sự bạo động uh, thảm sát về xả súng hiện nay trên nước mỹ thì uh, trái với cái người tiền nhiệm của ông là cựu tổng thống barack obama ngày hôm qua ông obama đã có một cái dòng thuyết để nói về cái sự thảm sát này ông nói là cái câu chuyện xả súng là một cái thảm sát một cái thảm cảnh mà làm cho chúng ta nhớ lại là chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để hướng đến cái việc là làm sao đó để quản lý súng được một cách chặt chẽ hơn để tránh những cái vụ thảm sát gây ra đau lòng gây ra những cái chết thương tâm như thế này đó là phản ứng của obama và người ta cũng kỳ vọng là tổng thống joe biden cũng phải có những phản ứng tương tự và xa hơn là phải có những cái hành động tương tự để có thể kiểm soát súng lại một cách an toàn và chặt chẽ hơn ở nước mỹ thưa quý vị và tờ time Vốn là một cái tờ báo tạp chí mà có cái truyền thống là họ thường sử dụng cái trang bìa của họ để mà nói lên cái nội dung chính đang cái dòng trending đang xảy ra trong cái tuần đó. Thì ngày hôm nay tạp chí Time vừa mới công bố một cái hình ảnh trang bìa mà họ chọn để phát hành vào ngày 29 tháng 3 sắp tới. Đó là hình ảnh một cái người thiếu nữ gốc Á và họ đặt cái chủ đề là với tất cả sự mềm mềm dẻo, mềm mỏng và đầy quyền lực và cái người họa sĩ, cái người họa sĩ là tác giả của bức ảnh bìa này có tên là finbo kia có nói với tạp chí time là Sở Dĩ cô nghĩ đến cái hình ảnh này và cô đã phát thảo cái hình ảnh này bởi vì cô muốn là hy vọng của tôi là thấy được cái nét đẹp của những cộng đồng gốc Á và chúng ta phải tập hợp lại để có sức mạnh để cùng bảo vệ nhau và trong một cái thái độ là rất là trân trọng những cái người như thế này và hình bìa này cũng nằm trong một cái bộ sưu tập tôi vẫn tin vào thành phố của chúng ta là một chiến dịch vận động chú ý và tôn vinh giá trị và nét đẹp của cộng đồng người gốc châu Á và Thái Bình Dương. Những cái bức tranh có chân dung lớn được tạo ra bởi tài năng của người họa sĩ và cũng là một nhà khoa học thần kinh có tên là Amanda Finbodia chứa đựng cái thông điệp là chúng ta thuộc về nơi đây và tôi không phải là người để bạn đổ lỗi đâu. Và những bức tranh này bộc lộ sự phản kháng chống lại cái tư tưởng là người gốc Á xứng đáng bị xem là kẻ gây ra đại dịch Covid-19 vốn đã được tuyên truyền suốt từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra từ hồi tháng 3 năm ngoái cho đến nay. Và thưa quý vị, hiện nay sau cái câu chuyện thảm sát ở Georgia vừa rồi thì từ ngày hôm thứ ba cho đến ngày hôm nay nếu mà quý vị có theo dõi các phương tiện truyền thông của Mỹ thì sẽ thấy là có một cái làn sóng nổi lên và kêu gọi tất cả mọi người hãy đoàn kết lại, đặc biệt là những người trong cộng đồng gốc Á, đoàn kết và có những cái biện pháp để bảo vệ cộng đồng trước cái sự thù hằn, sự thù ghét và kỳ thị đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có một người có một vị dân biểu là một người Mỹ gốc Á có tên là Grace Men đến từ New York trong một cái cuộc điều trần tại Quốc hội và lần đầu tiên họ đem cái chủ đề về sự kỳ thị gốc Á này đem ra và thực ra đây không phải là một vấn đề gì là mới mẻ. Cô này nói là cái câu chuyện này nó đã là một cái vấn đề mà chúng tôi đã đặt ra từ hơn 30 năm trước và bây giờ nó đã trở lại rõ mồn một và nguy hiểm hơn bao giờ hết và cộng đồng người Mỹ gốc Á đã phải chịu đựng quá nhiều cái sự kỳ thị cũng như là phân biệt và đặc biệt xảy ra từ cái hồi đại dịch như thế này. Um, cô nói thêm là cộng đồng của chúng ta đang chảy máu is bleeding, chúng ta đang gặp rất nhiều thương tổn và đặc biệt là từ năm ngoái chúng ta đã la lớn đã cầu cứu để giúp đỡ nhưng gần như là chưa có nhận được sự giúp đỡ thích đáng và ngày hôm nay khi trả lời một số những cái nhà lập pháp ở bên phía Đảng Cộng hòa cho là cứ nếu cứ nói mãi về cái chuyện mà thù ghét hay là những cái chuyện về thù ghét chủng tộc kỳ thị chủng tộc thì có thể nào nó sẽ gây ra một cái hiệu ứng ngược um, mà phía những người lập pháp, nhà lập pháp ở bên phía cộng hòa cho là nó có thể hạn chế cái quyền tự do ngôn luận hay không thì cô Grace Meng, vị dân biểu Grace Meng đã nói lại một cách rất là sắc bén. Cô nói là tại sao nước mỹ có thể đi để nói về những cái nước khác để lên án những nước khác là không là sự kỳ thị và luôn luôn nói rằng nền dân chủ của mỹ là một cái nền dân chủ tôn trọng cái giá trị của con người mà nay lại để cho cái câu chuyện này xảy ra trong lòng của nước mỹ và nếu mà chúng ta không làm đủ để bảo vệ những cái cộng đồng người mỹ gốc á thì làm sao chúng ta có thể nói được với cái giới trẻ sau này của người mỹ và đặc biệt là chúng ta đã phản bội lại những người đã từng là ông bà của chúng ta và cả con cháu của chúng ta nữa. Và quý vị có biết không, người ta thống kê là 30% những cái câu chuyện, những cái tai nạn, những cái câu chuyện, những cái vụ án tội ác đã xảy ra đó. Đối với những nhắm vào người cộng đồng người Mỹ gốc Á, thì từ hồi tháng 3 năm ngoái cho đến tháng 8, thì họ đã sử dụng rất nhiều những cái cụm từ miệt thị, nói rằng là China virus hay là cung flu cơn flu thay vì cơn phu thì đây là cái mức vấn đề rất là đáng báo động và tràn ngập ngày hôm nay và thưa quý vị cũng ngày hôm qua đó một cái báo cáo mới của liên đoàn chống vỉ bán cho biết là hiện nay ở nước Mỹ đang có một làn sóng dâng lên rất là cao về cái chuyện tuyên truyền cái chủ nghĩa thượng tôn da trắng tăng đến mức báo động trên toàn nước Mỹ trong năm 2020. Ông Christian PC Lodi là một người cực hữu trong quá khứ và là người thành lập tổ chức Free Radical Project và cho là cái chủ nghĩa tượng thượng tôn da trắng đã lợi dụng sự khủng hoảng của nước Mỹ trong năm vừa rồi để thu nạp thêm những cái người thành viên của mình nhằm tuyên truyền cho chủ nghĩa kỳ thị. Ông này giải thích thêm là những cái người thành phần đó theo chủ nghĩa kỳ thị da trắng đã thêu dệt cho những cái thành viên mới vô bằng cách là tung ra những cái thuyết âm mưu gây hoang mang, xem những cái sắc tộc thiểu số đặc biệt là những cái người cộng đồng, người Mỹ gốc Á là nguyên nhân gây ra đau thương, gây ra bất công và mất mát cho người Mỹ da trắng. Và ông Christian còn cho biết thêm là cái tình trạng bấp bênh hiện tại do khủng hoảng của đại dịch Covid-19 đem lại, tạo ra cái sự thất nghiệp nè, rắc rối nè, rồi những mâu thuẫn trong gia đình và đặc biệt là những cái rắc rối xung quanh cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 cũng như là những cái cuộc biểu tình phản đối cảnh sát giết người da đen phi pháp và nạn phân biệt chủng tộc lâu đời của Mỹ đã tạo điều kiện thuận lợi để lôi kéo cái bộ phận người Mỹ sợ thay đổi và sợ sự tiến bộ và bản thân chính những cái thành phần đó họ cũng không có cái sự cố gắng sợ người ta vượt qua chính mình và chính cái điều đó đã tạo nên cái sự thù hằn đối với những cái người Mỹ gốc Á. Và cái việc mà tuyên truyền cho cái chủ nghĩa da trắng thượng tôn đó thường sử dụng những cái từ ngữ mang tính chất rất là bóng bẩy như là ca ngợi như là đẩy mạnh lòng yêu nước khiến cho cái chủ nghĩa thượng tôn da trắng trở nên lành tính dưới mắt người thường và mức cao nhất được ghi nhận là ở các tiểu bang texas washington california new jersey new york và pennsylvania đó là theo báo cáo cho biết như vậy và thưa quý vị trước những cái tình hình khá là phức tạp không phải là ở trong lòng nước mỹ mà cả cái vấn đề giữa mối quan hệ giữa mỹ trên chính trường quốc tế đặc biệt là giữa mỹ đối với trung quốc đối với nga đối với iran và những cái nơi khác nữa thì ngày hôm nay thượng viện đã tiến đến một cái hành động là chuẩn thuận ông William burn sẽ là giám đốc của CIA mà không vấp phải bất kỳ sự phản đối nào của những cái vị thượng nghị sĩ bên phía đảng Cộng Hòa. Và ông William này đã là một cái đại sứ rất là dày dặn kinh nghiệm đã có hơn 30 năm phục vụ cả những cái tổng thống ở dưới thời bên phía dân chủ hoặc phía cộng hòa và ông này từng là đại sứ ở Nga và Jordan và là một cái thành viên rất là lâu năm ở bộ ngoại giao và với cái việc chuẩn thuận này, ông William sẽ có toàn quyền để quản lý những cái cơ quan tình báo ờ, đặc biệt là hiện nay như hồi nãy hoàng vi vừa thưa là nước mỹ đang phải đối diện với rất nhiều những cái thách thức trong mối liên hệ với trung quốc với iran với nga rất là phức tạp và nói về câu chuyện giữa mỹ với nga thì ngày hôm qua quý vị cũng nhớ là tổng thống joe biden đã thẳng thừng sau khi khi mà ông nhận được cái bản báo cáo của cơ quan tình báo nói là Nga đứng đằng sau những cái vụ giật dây và phá rối và can thiệp cái cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 thì tổng thống Joe Biden đã rất giận dữ và thẳng thừng nói là Ông Putin dứt khoát là sẽ phải trả giá Và ông cũng gọi ông Putin là kẻ giết người Thì sau khi bị Ông Joe Biden gọi là kẻ giết người Kẻ sát nhân đó thưa quý vị Thì phía Nga cũng đã giận dữ Và đáp trả lại cái kiểu như là Hòn đất nó ném đi thì hòn chì ném lại Thì họ muốn là Mỹ phải xin lỗi Và đồng thời cảnh báo Là nếu mà Washington Không chịu xin lỗi Thì là sẽ có những cái hành động đáp trả xứng đáng thì Và còn Tổng thống Nga ông Putin lại mỉa mai và nói là, ồ oh, tổng thống Joe Biden thường là có tật suy bụng ta ra bụng người đó và ông này nói là tôi chúc sức khỏe của ông Biden nhưng mà còn phải thông thêm một cái câu là không tôi thật lòng tôi chúc đó chứ không phải là mỉa mai gì đâu nhưng mà ngày hôm nay thưa quý vị ông Putin còn mời tổng thống Joe Biden là phải có buổi hội đàm nhưng mà sẽ có cuộc hội đàm mà trực tiếp mặt đối mặt và không được thu trước và phát trực tiếp và đó sẽ là một cuộc hội đàm cởi mở và thẳng thắn để có thể giải quyết những cái gút mắt giữa hai bên. Nhưng mà bà Jen Psaki là phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc Bà cho hay là bà không có chắc là chính quyền tổng thống Joe Biden Có nhận lời mời của ông Putin hay không nữa Nhưng mà ngày hôm nay đó khi mà phóng viên hỏi về cái câu trả lời của tổng thống Joe Biden Cho là ông Putin sẽ phải trả giá và là người tên sát nhân đó kẻ sát nhân Thì bà Jen Psaki có một câu đối đáp rất là hay Trả lời giới truyền thông rất là hay thưa quý vị Bà nói là tổng thống đã đưa ra câu trả lời trực tiếp cho một câu hỏi trực tiếp có nghĩa là gì có nghĩa là bà ám chỉ là ông joe biden không có đi lòng vòng không có đi loanh quanh quanh co khác với những người tiền nhiệm trước đây là cứ mỗi lần nhắc về nga hay là putin thì là sẽ có cái sự không có nhìn nhận thẳng về những trách nhiệm của phía nga và putin từ chính quyền của cựu tổng thống trump mà chúng tôi cũng đã thưa ngày hôm qua thưa quý vị và thông tin cuối cùng phải nói là một cái vụ án nó đã từng xảy ra nhưng cứ mỗi lần mà chúng ta đọc thấy những cái thông tin như thế này thì không khỏi rùng mình cảm thấy là đây là một cái vụ án một cái tội ác quá là man rợ khi mà một người phụ nữ um, có tên là Pamela Martin, 21 tuổi ở Brazil và cô này đang mang thai trong 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 mình đứa trẻ ở cái bào thai gần 8 tháng và người ta đã tìm thấy cô này bị giết chết trong một cái bathroom và khi mà người ta đến giải cứu thì phải phá cửa mới 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 vô được và tìm thấy cô này nằm trên sàn và bị mổ bụng ra và cái thai nhi đã bị lấy mất. Thưa quý vị, và Bên cạnh đó thì cái người bạn của cô này đó, nạn nhân thì 21 tuổi còn hung thủ thì là 22 tuổi, đã mổ bụng và lấy đứa bé đem đến bệnh viện và nói rằng là mình đã lỡ có có thai và đã lỡ sanh con nhưng mà làm rớt xuống và em bé đã bị thương và bây giờ cần cái sự giúp đỡ của bệnh viện nhưng mà sau đó thì bệnh viện đã nhanh chóng xác định là cái cô này không hề có thai một chút nào hết và sau đó đã báo với cảnh sát thì cảnh sát đã bắt giữ hung thủ thì thưa quý vị cái câu đứa bé cái đứa thai nhi đó mà bị bổ mổ bụng mà lấy ra đó thì cũng đã không có rất là đáng tiếc đã không có qua khỏi và cảnh sát đã tìm thấy hai chiếc dao ở trong cái giỏ sách của hung thủ và người ta đang nghi rằng chính hai chiếc dao này đã dùng để mổ bụng của nạn nhân và lấy đứa bé ra thì những cái vụ án những cái tình tiết như thế này không phải là lần đầu tiên xảy ra nhưng mà chúng ta không khỏi rùng mình. Vào tháng 10 vừa rồi, mới tháng 10 vừa rồi năm 2020 thưa quý vị, thì ở Texas, cảnh sát cũng bắt giữ một người đã mổ bụng một cái bà mẹ mang thai cũng lên đến 8 tháng rồi và lấy đứa trẻ ra. Và trước đó, cũng năm 2020, chính quyền của cựu tổng thống Trump vừa mới tử hình một cái người phụ nữ có tên là Uh, Parker 28 tuổi đã có cái hành vi là mổ bụng lấy đứa trẻ đối với một cái bà mẹ mươi uh, 22 tuổi và cái thai này cũng đã lên đến 7 tháng và người ta cô Parker này đã mổ bụng để lấy đứa trẻ ra và sau đó cô này đã bị đối diện với án tử hình thì cái câu chuyện này vẫn không không không, không có mới nhưng người ta vẫn không thể hiểu nổi vì sao lại có những cái hành động dã man như vậy. Và đó là những cái tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.